Trước đây về cái điều kiện lịch sử kinh tế khó khăn là nhà thờ các cụ vẫn còn thờ vào các nhà ông trưởng tộc, theo nguyện vọng của con cháu muốn có một ngôi nhà thờ riêng thì cũng vừa cổ vừa kim, là cũng đã được là nhân dân đó là đồng tình, dòng họ chúng tôi cũng đã quyết tâm là nổi bật lên một cái làng xóm để có một cái ngôi thờ của họ, dòng họ mang tính chất lịch sử để đi vào đến đời con cháu mãi mãi sau này. Cổ nhân xưa có câu: cây phải có gốc mới trổ cành xanh lá, nước phải có nguồn mới bè cả sông sâu, là người phải có nòi giống tổ tiên. Nhà thờ có ý nghĩa quan trọng với tâm linh của đa số người dân Việt Nam, nơi hội tụ hồn thiêng dòng tộc, còn là nơi con cháu hướng nhìn về hàng ngày, cảm nhận sự ấm áp, gần gũi của ông bà, tổ tiên đang theo dõi việc làm của con cháu, để ngăn ngừng điều dữ, phù hộ độ trì, thành thông an khái. Nhà thờ là nơi thờ cúng tổ tiên ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ chạp, để con cháu họ tụ kính cẩn dâng hương, cùng nhau nhìn lại những điều đã làm được và chưa làm được. Nhà thờ cũng là nơi lưu danh các bậc tiền nhân và lưu truyền gia phả mãi mãi cho con cháu về sau. Rực sáng lên giữa cánh đồng xanh bát ngát và màu mỡ ở thôn Lương Xá, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hồ xóm chùa trong xanh mát lành bao bọc, nhà thờ họ Đinh Văn hiện rõ như một công trình làm đẹp cảnh quan cho làng quê. Cách đây vào khoảng hơn 200 năm về trước, cụ khởi tổ Tự Phúc Thảo đã đặt chân tới vùng đất Lương Xá và phát hiện đây là vùng đất địa linh với thế đất đẹp, bằng phẳng, mưa thuận gió hòa. Cụ đã ở lại định cư, lập nghiệp. Khi đó, vùng đất xóm chùa này còn hoang sơ. Tổ tiên còn phải vượt qua bao gian lao, hiểm nguy, khó khăn để khai hoang, dựng địa danh an nghiệp, truyền lại cho con cháu họ Đinh Văn đến ngày hôm nay. Trong lịch sử dòng họ cũng đã có nhiều đóng góp cho lịch sử dân tộc, trong lao động sản xuất, trong công cuộc dựng nước và giữ nước, bảo vệ tổ quốc. Theo tiếng gọi của Đảng, các cụ đã xung phong tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ. Trong các cuộc kháng chiến đã có nhiều người hy sinh, trong đó dòng họ có 4 liệt sĩ và 3 thương binh. Vinh dự trong dòng họ có 11 thành viên đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thì dòng họ chúng tôi là chống Pháp là có một đồng chí, tức là đảng viên Đinh Văn Hách, 93 tuổi. Và một số con cháu cũng nghe theo tiếng gọi của Đảng nhà nước đi đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. Thì qua quá trình rèn luyện và phấn đấu thì họ chúng tôi được là kết nạp 4 đồng chí là đứng trong hàng ngũ Đảng, 3 là đồng chí là được phong là cấp tá. Cũng nhìn nhận thấy trong cái dòng họ Đinh của trong cái làng xóm của tôi, dân số này thì cũng thấy là con cháu là rất là hiếu học và có đáp ứng với coi thế là chính xác pháp luật của nhà nước, cái nguồn để mà xây dựng quê hương nông thôn mới kiểu mẫu. Trải qua 11 đời gắn bó với mảnh đất thôn Lương Xá, xóm chùa, nhờ vào hồng phúc tổ tiên, đến nay họ Đinh Văn đã phát triển 2 ngành 4 chi, có 65 hộ và 350 nhân khẩu đang sinh sống khắp nơi.
là dòng họ có truyền thống hiếu học. Việc học hành được dòng họ coi trọng không chỉ là đạo lý, tôn sư trọng đạo thông thường, mà đó là lẽ sống, là phạm trù đạo đức mà mỗi người, mỗi gia đình trong dòng họ noi theo. Có được bề dày truyền thống và phát triển như ngày nay, dòng họ Đinh Văn đã trải qua nhiều khó khăn, nỗ lực từ sự cần cù, chịu thương, chịu khó, lòng yêu nước, yêu quê hương của mỗi người con dòng họ. Tự hào đem tinh thần, truyền thống tốt đẹp đó, mỗi người con dòng họ Đinh Văn luôn nỗ lực, cống hiến để xây dựng dòng họ, quê hương. Chúng tôi luôn động viên con cháu đoàn kết, phấn đấu, làm ăn kinh tế, xây dựng quê hương, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Con chim bay đến phương trời nào cũng luôn nhớ về tổ. Con cá dẫu bơi đến góc biển nào cũng chẳng thể quên nguồn. Chim có tổ, người có tông, đã là con người sống ở trên đời thì luôn nhớ về cội nguồn, gốc rễ. Uống nước nhớ nguồn từ bao đời đã trở thành đạo lý tốt đẹp của người Việt. Tâm nguyện của con cháu dòng họ Đinh Văn muốn có một ngôi nhà thờ riêng để thờ các cụ cho phải đạo. Nhờ phúc ấm tổ tiên đưa đường chỉ lối, được thành viên trong dòng họ hiến đất, được sự chung tay góp sức đồng lòng của cả dòng họ, đã cử ra ban kiến thiết nhà thờ. Trước đây về cái điều kiện lịch sử kinh tế khó khăn là nhà thờ các cụ vẫn còn thờ vào các nhà ông trưởng tộc. Theo nguyện vọng của con cháu muốn có một ngôi nhà thờ riêng thì năm 2021 gia đình chú Mùi con cụ Hách, năm 2021 chú đã đứng lên tình nguyện hiến 95m2 đất của gia đình mình, đất thổ cư chú đưa ở để cho dòng họ xây nhà thờ. Các ông trong ban kiến thiết đứng đầu là ông Đinh Văn Hảo, thì sau đó các ông đi tham quan một số nhà thờ ở xung quanh, sau đó lại về mở cuộc họp đi đến chỗ thống nhất là kiến thiết làm sao xây dựng nhà thờ nó phù hợp với cái khoảng không gian của mình và phù hợp làm sao với cái túi tiền của mình mà theo sau này cũng không lạc hậu. Nhà thờ đã được khởi công ngày mùng 6 tháng 2 năm Nhâm Dần và đặt nóc ngày mùng 10 tháng 5. Trải qua hơn 5 tháng thi công, ngày mùng 2 tháng 8, công trình đã hoàn tất các hạng mục đề ra, đảm bảo kỹ thuật chắc chắn, đẹp, đúng thời gian. Dòng họ đã chọn ngày mùng 6 tháng 8 năm Nhâm Dần làm lễ trấn trạch phụng thờ tổ tiên. Nhà thờ được thiết kế theo kiến trúc vừa truyền thống kết hợp hiện đại. Nhà dài 8m và bề rộng 7m, bao gồm cả hành lang. Hai đốc xây bằng gạch nung với tổng số gạch là 21.000 viên. Mái trên lập bằng ngói hạ long xếp theo hình văn cá. Khung nhà làm bằng gỗ lim theo kiểu truyền thống, tứ trụ trồng giường đấu dui được chạm bong công phu tôn lên vẻ đẹp cầu kỳ cổ kính. Nhà chia làm 3 gian, có 4 vì, mỗi vì có 4 cột, cột cái cao 4m95, đường kính 300, cột quân 270. Dưới các chân cột có trụ đỡ bằng bê tông cốt thép, mỗi trụ cao 1m6, vuông 40. Và tổng số gỗ đã sử dụng là 17m khối. Cửa nhà nhìn về hướng nam có 3 cửa ra vào. Cánh cửa được thiết kế theo cửa ô truyền thống kết hợp hiện đại. Tổng 22m khối gỗ đã được sử dụng để làm cửa. Trong nhà thờ đặt 3 bàn hương án ở 3 gian. Gian giữa thờ cộng đồng tiên tổ nên bàn thờ được đục chạm tứ linh, long, ly, quy, phượng. Hai gian bên bàn đục chạm ngũ phúc. Trên giữa các gian có treo đại tự, hoành phi câu đối, cửa võng. Khi vào dâng hương tiên tổ, cảm nhận được trong nhà thờ thật khang trang, lộng lẫy, uy nghi. Sân trước hành lang là hai cột đồng trụ mà dân gian thường gọi là cột đèn. Cột cao 5m, ngọn cột có đắp 4 hình con phượng nhìn về 4 hướng. Cánh phượng ở thế vươn biểu tượng cho con cháu Đinh tộc luôn luôn cầu tiến. Nói về cấu trúc thiết kế thì cũng vừa cổ vừa kim, là cũng đã được là nhân dân đó là đồng tình, dòng họ chúng tôi cũng đã quyết tâm
Tuy rằng là cái số tiền nó cao, cái thu nhập của bà con trong anh em trong họ cũng có những cái hạn chế nhất định, nhưng cái việc đóng góp xây dựng nhà thờ để thờ cúng tổ tiên thì là rất là nhiệt tình. Thống nhất được quan điểm và tới nay đã hoàn thành mỹ mãn. Với kiểu thiết kế kiến trúc trên, hoàn thành tất cả các hạng mục của ngôi nhà với tổng số tiền là 1,156,770,000 đồng, với số tiền đồ thờ là 344,740,000 đồng, toàn bộ công trình 1,501,510,000 đồng, số tiền đóng góp của 182 đầu đinh, mỗi đinh 7,000,000 đồng, với số tiền cúng tiến của các gia đình, các cá nhân ở khắp mọi miền của đất nước đã đồng lòng hướng về cội nguồn tiên tổ. Quyết tâm xây dựng một ngôi nhà 100% là gỗ, là đến nay là tôi cũng đại diện chính quyền thế là nổi bật lên một cái làng xóm để có một cái ngôi thờ của họ, dòng họ, mang tính chất lịch sử để đi vào đến đời con cháu mãi mãi sau này để các họ khác noi theo. Được như ngày hôm nay là cũng nhờ tất cả là dân làng đã cũng để quan tâm đến, và con cháu xa đi xa về gần là cũng đều có cái tâm là để xây dựng một cái ngôi nhà thờ như ngày hôm nay, thì chúng tôi là cũng rất được hãnh diện. Nhìn lại quá trình xây dựng, thật tự hào với sức mạnh đoàn kết của dòng họ, khắc phục mọi khó khăn, chung lòng chung sức với một tâm nguyện tri ân tiên tổ. Đúng là nặng nhọc mấy, con cháu đông thành nhẹ. Khó khăn nào chung ý chí cũng vượt qua. Hôm nay tọa lạc một nhà từ đường đinh tộc thật là uy nghiêm. Từ đường đinh tộc, một công trình văn hóa tâm linh, một ngôi nhà chung thiêng liêng của dòng tộc, là tài sản tâm linh vô giá muôn đời để lại cho con cháu phụng thờ. Thật đúng là địa linh tụ khí xây lại tổ đường, tử tôn phụng thờ trường thâm phúc lộc. Dòng họ càng lâu đời, con cháu càng đông đúc. Kẻ bồi đắp xây dựng chốn quê nhà, người tiếp bước khai cơ lập nghiệp ở phương xa. Thế nên nhà thờ là nơi con cháu gặp gỡ, là mái nhà chung cho hết thảy những ai có tấm lòng luôn hướng về nguồn cội. Nơi đây con cháu họ Đinh nghiền ngẫm suy nghĩ về ước nguyện của bao đời công đức để mà dốc sức noi theo. Nơi đây chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự vào những dịp bái tạ tổ tiên, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi lúc đói khi no, khích lệ động viên nhau trước những được mất của cuộc đời. Từ đường Đinh tộc là mái nhà chung, và dòng họ Đinh Văn sẽ mãi đoàn kết vươn lên những tầm cao mới.